giải được bài toán bằng sức mạnh của Double X trước tên game, nhưng khả năng bất tử của zombie của hắn là một cái gì đó quá khó nuốt với tất cả. Chưa kể đến việc bản thân game cũng là một kẻ vô cùng mưu mô, hắn đã nâng cấp bản thân từ level 10 để chuyển hóa chính thức thành level X, một level vô hình và hữu hạn. Thì Double X cũng dần dần không thể nào chống lại được hắn. Sử dụng tất cả dữ liệu đã có, họ quyết định sẽ dùng khả năng tái tạo dữ liệu từ một chiếc gashat được tất cả mọi người hợp tác để chế tạo nên. Lại một tựa game hoàn toàn mới sẽ được tạo ra. Người đầu tiên sử dụng nó là Snide. Anh ta đã không thể nào kích hoạt được khả năng của đó. Tất cả niềm hy vọng lại một lần nữa phải đặt lên thiên tài game thủ em, vì họ tin rằng cậu sẽ một lần nữa tạo ra một tựa game khác giống như Double Action Game. Cả những kỳ vọng ấy tưởng chừng sẽ sụp đổ, may mắn chỉ có thể đến một lần. Sự hả hê của game đã lên tới tột độ, thiên tài game thủ em lại một lần nữa kích hoạt được trò chơi mới. Maximum Mighty Action X, một chiếc gashat có hình đầu của SA cũng tượng trưng cho đặc trưng của hình dạng này, level cao nhất lúc đó. Maximum level 99. Kích hoạt SA vẫn giữ nguyên hình dạng cũ, những một chiếc đầu có hình tạo hình SA đột nhiên hiện ra nuốt trọn lấy anh, chuyển hóa trở thành một bộ giáp khổng lồ. Dạng này lại quay lại với thuần túy của tựa game Mega Man. Ở hình dạng này, SA được nâng cao tất cả mọi thứ từ sức mạnh cho tốc độ. Rất nhiều khả năng được bổ sung như những đôi bàn tay và chân của nấy tăng cường lực đấm và có hình dạng những chiếc lò xo giúp duỗi dài cơ thể tấn công kẻ thù từ phạm vi cực kỳ xa. Và gương mặt của SA trên phần thân cũng không phải chỉ để tượng trưng cho đẹp, mà nó còn khả năng bắn ra cặp tia laser hủy diệt tấn công kẻ thù. Và đã kể tới khả năng, ta cũng phải kể tới khả năng làm nên thương hiệu cũng như mục đích mà họ tạo ra Maximum Mighty X, tái tạo dữ liệu. Bất kỳ Burgester cũng như là một Rider biến họ trở lại thành người và mất hoàn toàn đi tất cả khả năng liên quan. Loại bỏ hoàn toàn khả năng chuyển hóa thành Kamen Rider của game cũng như loại bỏ hẳn khả năng bất tử của hắn. Gần như tất cả mọi thứ Maximum Mighty X đều áp đảo tất cả những Rider còn lại. Giống như mình vừa nói liên quan tới tựa game Mega Man X, SA cũng khả năng nhảy ra khỏi bộ giáp level 99. Anh vẫn mang trong mình level 99, có thêm khả năng nhanh nhẹn, nhưng có lẽ sức mạnh cũng như khả năng phòng thủ của anh sẽ giảm mạnh khi so sánh với việc ở trong bộ giáp. Đòn tất sát của phân mang tên Maximum Critical Ray, SA sẽ đóng mạnh, hất tung cái hù lên không trung, lao theo chúng và rồng ra được cái cực mạnh đá chúng thẳng xuống mặt đất.